Hello mọi người, hôm nay mình sẽ ra cái vườn và mình chăm sóc lại cái vườn. Bắt đầu mình có thể mình trồng cây ở ngoài đây. Hôm nay thì cũng còn một chút lạnh, vẫn còn cái cảm giác như mùa xuân mát mẻ. Nhưng mà hôm nay hơi lạnh chút xíu bên ngoài. Có những hôm rất là đẹp, bây giờ mình phải trồng cây. Mình sửa sang lại cái vườn, mùa hè thì mình sống ở ngoài vườn, mình thích hơn là ở trong nhà. Cây cối rồi bắt đầu nó nứt ra rồi, xanh um rất là thích luôn á mọi người. Bây giờ mình sẽ đi làm công chuyện và mình cho mọi người coi hiện tại trong vườn của mình có những cái cây như thế nào. Đây là cái chậu cần nước của mình đây nè. Cần nước này đó, mình ăn xong mình cứ lấy cái gốc già đó mình dăm đó mọi người. Mình gầy giống bằng cách mình mua ở chợ về mình ăn, xong mình lấy cái gốc mình dăm nó xuống. Thì năm ngoái á, mình mới dăm xong rồi, vừa rồi là mùa đông nó chết, rồi năm nay cái mình mới cấy nó ra. Mà đúng với tên cần nước nha mọi người. Từ lúc mà cái nước mưa này nó vô trong này á, nó có nước mưa thì nó lên nó tốt hơn. Hồi trước mình trồng mình không có đổ nước thì nó nứt không có ngon. Mình thấy có nước ở trong đây nó ngon hơn. Mình gầy giống cũng dễ ha. Hy vọng năm nay nó sẽ nứt lên nhiều để mình có mình ăn. Mình thấy cái hoa hồng tiểu mùi nè, năm nay nó cũng ra quá chừng luôn. Hôm nay hợp thời tiết hay sao quá, vườn nhà mình thấy cây cối nó nứt ngon hay là ngon. Mình share với mọi người, mình sẽ cover cái mặt của cái chậu này lại cho đất nó khỏi có khô đó mọi người. Mình không có bỏ cái gì lên cái đất thì cái đất nó khô, mình tưới nước nó nhanh khô cái chậu lắm. Cái cây đào đào đỏ nè, mình mua nó 7-8 năm rồi mà mỗi năm mình trồng nó vô cái chậu nhỏ đó, nó không có nứt được cái nhánh. Cho nên kinh nghiệm làm cây mà nó không có phát triển cành lá rồi tốt đó, mọi người phải bỏ cái đất ra, xong rồi bỏ bớt cái đất ở trong cái rễ của nó đi, rồi cho cái đất mới vô và thay cho nó cái chậu mới. Làm mới thay cái chậu mới thì năm nay mùa xuân á, nó nở hoa xong rồi nó nứt ra quá chừng nhánh luôn. Lần đầu tiên mà nó nứt như vậy á, 7-8 năm trước Lan không có làm, cái Lan thấy nó cùi 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 á, xong mình thay đất thay chậu cho nó, chui cho năm nay nó lên phủ phê luôn. Nó có mấy cái trái đó mọi người, mình để đây nếu mà nó rụng nó mọc lắm, nó cây đào con á, mình bứng ra mình trồng. Hy vọng năm nay Tết là mình có cái cây đào đẹp, là mình phải thay đất thay chậu cho nó thì nó mới lên được như vậy. Cây trồng trong chậu khó lắm, nó không có phát triển giống như tự nhiên ở ngoài đất này nó phát triển, còn trong chậu mình phải biết chăm sóc nó, thay đất rồi mỗi năm giống như 2-3 năm mình phải thay đất cho nó, hoặc là mình trồng chậu nhỏ thì mình phải bỏ lên chậu lớn để mình cho đất tốt vô thì nó mới lên được. Năm nay mình không ngờ là nó ra như vậy. Còn cái cây này là cây mộc lan. Cây mộc lan này cái hoa nó đẹp lắm, mộc magnolia đó. Năm nay thì nó không có hoa nhưng mà năm trước nó chùi nó nở, mình thấy mình mê luôn. Mình thích hoa mộc lan lắm. Nó đẹp. Dâu này dâu của mình đây. Nó mới bắt đầu nó sắp nứt lên lại nè. Năm ngoái chưa có trái, năm ngoái trồng dâu chắc cũng phải 2-3 năm mới có trái ăn. Năm nay nó phát triển to hơn. Cái trái này thì nó bị giống như là nó bị cái gì á, mình phải không có nắng á mọi người. Cái con gì nó ăn này, nó phải có nắng nó vô, vài bữa nắng nó mới vô tới chỗ Lan ngồi được. Cái vườn nhà Lan chỉ được tháng 5-6-7 rồi mới có nắng, chứ còn bây giờ không có nắng trồng cây gì cũng không được. Hy vọng có trái ăn, trồng organic ăn cho nó tốt. Hoa này là hoa tú cầu. Cây đào này nữa nè, mùa xuân mình thích hoa Tết để chơi Tết cho nên mình trồng hoa đào. Hoa này cái hoa nó lại màu hồng, cây bên kia màu đỏ, hoa này màu hồng. Nhưng mà cái chậu của nó to đó, cái tán của nó đẹp, năm nào nó cũng nứt ra hoa xinh xinh ngày Tết. Xong bây giờ mình sẽ đi làm việc đây. Lan mua cái bao này nè, cái vỏ cây á, nó là nó màu brown. Cái vỏ cây mà nó có nhiều màu lắm nha mọi người, nó có màu đen, màu brown và màu màu vàng vàng nữa, brown mulch. Không biết sao nó giữ cho đất nó ẩm, với lại mình bỏ xuống đây cho cát rồi nó khỏi nó bay lên, nó mình ngồi mình ăn cho nó sạch sẽ. Mình hay ăn bên ngoài gió rồi nó khỏi bay bụi. Thì cái cây này bây giờ mình sẽ múc nó ra, mình đổ vô mấy cái cây giờ còn dư đó, mình đổ vào đây nè, mình đổ ở đây cho nó nó cover cái mặt đất lại, phủ bụi nó khỏi có bay. Cái cây này con phải mang dép đó nha, không mang dép là nó đạp vô chân con đi không. Đây là cái vỏ cây, mà cái vỏ cây tự nhiên đó mọi người, nó cưa từ ở trong cái cây ra, nó có cái loại nhựa nữa.
thường ở trong Costco nó bán mấy cái loại nhựa không mà nó không thích, nhìn nó giả giả mà nó cao su á, mà nó mắc tiền lắm. Cái này một bao vậy có 2 đồng mấy 3 đồng à, mà mình đang thấy đang thích hơn, mình để lâu cái nó mục ra đó nó cũng tốt cho cái đất của mình. Bây giờ mình sẽ đem mình bỏ vô, mình đổ vô mấy cái gốc cây. Mấy cái cây này là mấy cái cây tỏi đó, là Lan trồng hồi tháng 10 đó, chắc khoảng tháng 6 đó, mình nhổ. Em mới bỏ vô đây. Đây có cây kia rồi. Đây nè. Mình bỏ vô cái nó làm nó giúp cho cái cây nó giữ ẩm. Cái cây này nó mặt nó khô ra chưa, nó giữ ẩm rồi nó mình bỏ, nó kêu bỏ dày 2-3 inch á, nhưng mà mình không thích bỏ dày, mình bỏ dày mỗi mà lấy nhiều rồi ăn nữa cho mấy con này nó ăn đi, mình lấy đủ thôi, vừa một lớp mỏng thôi. Mình lâu lâu mình bón phân, mình xới đất nó đó, mình bỏ dày quá mất công mình hút nó ra mệt đó. Đẹp không? Đẹp nữa, ngăn ngừa cỏ dại nó mọc đó, đẹp rồi. Ngăn ngừa cỏ dại nó mọc với lại giữ ẩm cho cây tốt. Cây đào nó có trái này. Cây đào nó có trái này. Mấy bữa với vài bữa mấy con sóc nó xuống nó ăn. Mình ăn không biết có được hay không mà mấy con sóc nó khoái lắm. Mấy con sóc nó khoái trái đào này lắm. Đây là cây mật gấu nè. Cây này mình nghe nói chị bệnh hay thì mình cũng trồng nó nức lực nhiêu đây. Mình làm cái chỗ này. Mình làm chỗ này cho nó đẹp. Mình lấy cái đó để cho tới cây nó khỏi mục ra. Nó khỏi dân đất đi. Mình ghế đâu có di chuyển được. Mình sẽ cover hết luôn mấy cái khu này. Bây giờ mình mới lấy cái bị ni lông màu đen đó, mình chải lên đó mọi người. Mình chải lên để cho mai mốt cỏ nó khỏi cái mọc lên. Cỏ nó mọc lên cũng khó nhổ. Mình chải màu đen cho nó không có ánh sáng xuống thì nó sẽ chết luôn, nó không có mọc. Mà cái này cũng ít cỏ lắm, mấy cái khu này mình không có tưới nước đó. Cỏ nó cũng không có lên, chỉ có khu này nè hay rửa xăng rồi cỏ nó lên khu này thôi. Bây giờ mình sẽ đổ lên. Xong rồi nè, Lan chỉ bỏ ra 5 đồng thôi là thấy cái khu này nó khác hẳn nè, nhìn nó sạch sẽ hơn, dễ thương hơn. Và được mấy cái chậu, cũng có cover trong mấy cái chậu nữa. Cái mấy cái cây succulent dễ thương không. Và đây là cái chậu hoa của Lan mùa hè đó, nó nở màu hồng với màu vàng đẹp lắm. Mà cái này cái cây lily, Lan mới trồng vô cái cây lily trong này. Cái chậu ly này mai mốt nở hoa cũng rất là xinh luôn. Cái hoa màu vàng mà nó có đốm đốm màu đỏ đỏ. Bên đây thì buổi chiều nó không có nắng nhiều đó. Chỗ này cái chậu succulent này đang trồng lên nó đủ màu luôn. Còn cái này là cái rainbow của Hàn Quốc nè. Nắng nắng cái hồi cái nó cháy cái lá. Nhưng mà cái chậu này á, dễ thương ha. Nó hơi bị cháy lá tí nè. Mùa hè á, nóng quá cái nó cháy. Có nắng vô á, nhìn nó đẹp á. Còn cái khúc này Lan để Lan trồng rau cho nên mình không có phủ lên. Mình để mình xới mình trồng cho nó dễ á. Cái hoa này giống cái hoa hướng dương này nè, xinh xinh. Sáng nở tối tàn như hoa 10 giờ vậy đó mọi người ơi, xinh lắm. Và đây là cái tổng quan cái khu bát gia của nhà Lan. Nó nhỏ nhỏ nhưng mà mình trồng cây này kia mình thích đó, những cái cây mình thích rồi mình cũng xả được stress nữa đó mọi người. Cái khu này là cái khu về bếp của Lan. Lúc mà mình nấu ăn mình nhìn ra đây nè, nó cũng có nhiều loại hoa lắm mà mình thích cái khu này nhất. Đúng nấu ăn dĩa chén nhìn ra ngoài vườn. Hoa này là hoa trà mi. Đẹp ha. Còn cái hoa này mình không biết tên. Và cái bàn này mình mua năm ngoái nè. Mùa hè lại mình lại sử dụng nó. Mùa đông thì coi như mình không có xài. Ngồi đây ăn vui lắm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.